Trong cấu kiều sao lòng nghỉ xuân non nước quê tôi sông Lam gieo vào giấc mơ câu đò đưa trăm thương ngàn nhớ đất nghèo nay đã đổi thay câu thơ nói vần với đời làm giang ngăn hồng soi chung lát sau con đường quê xưa dang dòng đón chào ngày vui trên đồng lúa mượt bên cảng gọi ta muôn nơi ngọt mãi lời quê sâu thẳm đất lành đi xuân chúng ta đến điên cho đời nhắn tình nghĩa linh ngàn năm sinh ra nhưng kiệt hùng anh nên người nghĩ xuân ăn nghĩa mãi là niềm tin đeo màu trang sử bao đời thành phúc ca các vị khách quý cùng toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi màn múa hát Đất Người Nghi Xuân, sáng tác nhạc sĩ Mạnh Chiến, biểu diễn Đăng Thuật, Khánh Huyền, Thủy Diễm cùng tập thể diễn viên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân,
trong không khí phấn khởi của cả nước kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hôm nay một sự kiện trọng đại đã đến với Đảng bộ và nhân dân Nghi Xuân. Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện 1469-2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng. Chương trình lễ kỷ niệm xin phép được bắt đầu với nghi lễ chào cờ, khai mạc giới thiệu đại biểu, diễn văn buổi lễ, công bố quyết định khen thưởng, lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến. Sau phần lễ là chương trình sử thi nghệ thuật Nghi Xuân từ di chỉ đến thăng hoa. Và sau đây xin được trân trọng kính mời Trung tá Đinh Quang Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân sẽ lên điều hành nghi thức buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chỉnh đốn trang phục, nghi. Chỉnh đốn trang phục xong, nghi. Chào cờ, chào. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn ngồi xuống. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân lên khai mạc buổi lễ và giới thiệu đại biểu. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, cách đây vừa tròn 550 năm, dưới triều đại vua Lê Thánh Tông, một thời kỳ phát triển thịnh vượng của xã hội phong kiến Việt Nam, cùng với những cải cách về kinh tế, xã hội, năm 1469, vua Lê Thánh Tông đã định lại bản đồ đất nước. Từ đó, tên huyện Nghi Xuân ra đời. Lịch sử hình thành và phát triển huyện Nghi Xuân là lịch sử của một miền quê giàu truyền thống văn hóa, là một trong những cái nôi của người Việt cổ, là mảnh đất của thi ca và dày đặc các địa từng văn hóa. Tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng mà tên tuổi, sự nghiệp, cuộc đời của họ trường tồn mãi mãi với đất nước, quê hương, với muôn đời hậu thế. Ngày nay, trên con đường đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Xuân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, văn hóa và anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu, trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Tổ chức kỷ niệm 550 năm thành lập huyện là dịp để chúng ta ôn lại quá khứ vẻ vang trong tiến trình phát triển của huyện nhà, thể hiện sự trân trọng biết ơn những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Nghi Xuân, nhằm khơi dậy những giá trị tinh thần, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống văn hóa và anh hùng, tiếp tục đoàn kết xây dựng Nghi Xuân ngày càng giàu đẹp, đồng thời cũng là dịp để người Nghi Xuân thể hiện tình yêu với quê hương. Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ kính yêu, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay tại quảng trường khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Trước hết, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
Tôi xin trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, về dự lễ kỷ niệm và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà hôm nay, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu trung ương, các tỉnh và quân khu 4. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4. Về đại biểu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu bác Trần Quốc Thải, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu bác Đặng Duy Báo, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu bác Trần Đình Đàn, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trân trọng giới thiệu các đồng chí Nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Xin trân trọng giới thiệu các vị tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương là người Nghi Xuân, đang sinh sống, công tác trên mọi miền đất nước đã về dự lễ và chung vui với quê hương chúng ta. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện. Trân trọng giới thiệu các đồng chí là trưởng, phó các sở, ban, ngành là người Nghi Xuân đang công tác tại các cơ quan của tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã về dự lễ kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu, trong buổi lễ trọng thể này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân vui mừng được đón tiếp các đồng chí thay mặt lãnh đạo huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, huyện Nam Đàn, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Trân trọng giới thiệu các bác, các đồng chí đại diện cho Hội đồng Hương, các đồng chí cán bộ, doanh nhân, người con quê hương Nghi Xuân đang công tác, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã về dự. Về đại biểu huyện Nghi Xuân, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Tấn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ. Trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, đại diện các chức sắc, tôn giáo và đông đảo nhân dân trong toàn huyện. Về dự lễ kỷ niệm, trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, các
báo, đài ở trung ương và địa phương về dự và đưa tin cho buổi lễ. Thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm, xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý, các đồng chí đại biểu, kính chúc quý vị và nhân dân huyện nhà sức khỏe, hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Bùi Việt Hùng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân lên đọc diễn văn buổi lễ. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu, thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà. Trong không khí hào hùng của mùa thu cách mạng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Người. Hôm nay, trên quê hương Nghi Xuân, địa linh nhân kiệt, trong niềm tự hào, hạnh phúc lớn lao, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn trước công lao trời biển của các bậc tiền nhân đã hiến dâng trí tuệ, sức lực và máu xương trong cuộc chiến trường chinh vĩ đại, dựng nước và giữ nước, chung tay góp sức xây dựng quê hương Nghi Xuân để có ngày hôm nay. Thay mặt Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi xin gửi tới các vị khách quý, quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ nhân dân huyện nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, trước khi trở thành vùng nhân kiệt thì Nghi Xuân xưa đã là miền địa linh với thế đất tam hợp được bao bọc bởi xung quanh núi, đồi, sông, biển. Từ hàng ngàn năm trước, những cư dân đầu tiên của người Việt cổ sớm nhìn thấy thế núi sông quần tụ, đất lành chim đầu, ngợp ngợp linh khí nên quần tụ về đất này để cư ngụ, tạo nên một nền văn hóa bản sắc, tạo nên huyền thoại núi Hồng Sông Lam, một trong những vùng hội tụ tinh hoa văn hóa từ thời tiền sử. Cổ sử lưu truyền, ngày ấy cư dân nơi đây thuộc bộ tộc Việt Thường, Kinh Dương Vương vâng mệnh vua cha tiến về phía nam lập nước Xích Quỷ, thấy đất xứ này phong cảnh tươi đẹp, non nước hữu tình, địa thế rồng cuộn hổ ngồi, tọa sơn hướng thủy, bèn chọn đất xây thành. Trời đất không phụ lòng người nên mới cử ông Đùng vác đá xếp 99 non hồng, gọi trăm chim hồng về đây mở đất. Thời gian đã che đi nhiều dấu cổ, những vết tích của ngàn xưa vẫn còn đó, với những di chỉ khẩu cổ, những lũy đá, bàn cờ tiên, giếng ngọc. Không còn là chốn đế đô, nhưng ngàn hống vẫn là Nam Sơn đệ nhất, khắc vào cửu đỉnh sân rồng để mãi về sau, các bậc đế vương, dũng tướng đi qua đều phải ái mộ dừng chân. Suốt hàng ngàn năm, cùng đất Việt mở cõi dựng xây, vươn lên từ thiên tai khắc nghiệt đến loạn lạc chiến tranh, trải qua bao trầm luân dâu bể, đất và người nơi đây vẫn không ngừng quần cư phát triển với nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng mãi đến năm Kỷ Sửu 1469, khi vua Lê Thánh Tông định lại bản đồ cả nước, tên huyện Nghi Xuân mới được ra đời, một huyện thuộc phủ Đức Quang cùng với các huyện Thiên Lộc, La Sơn, Châu Phúc, Thanh Chương và Hương Sơn. Trải qua bao biến cố thời đại, chứng kiến bao biến thiên lịch sử, địa giới hành chính có khi thay đổi, nhưng địa danh Nghi Xuân thì vẫn trường tồn 550 năm qua, để trở thành một miền quê đi vào thơ ca lịch sử dân tộc bởi những tên đất, tên người làm rạng rỡ non sông. Nếu Hòa Tịnh xưa được coi là nơi miền biên viễn, là phên dầu phía nam của Tổ quốc, chốn rừng thiêng nước độc, khí hậu hà khắc, thú dữ hành hoành, là bàn đạp để mở đất về nam của mỗi triều đài cho giang sơn gấm vóc, thì Nghi Xuân là một nơi an lành của xứ ấy. Đây là nơi Lý Thái Tổ mở trại định phiên, Lý Thánh Tông dựng hành cung, Lý Nhật Quang đặt sở lỵ, nơi Quang Trung dừng chân khi tiến về Bắc. Dù là lúc đất nước đắm chìm trong ngàn năm Bắc thuộc, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
hay khi dân tộc Việt giành độc lập qua bao đời, Đinh, Lý, Trần, Lê, thì đất Hà Tĩnh, người Nghi Xuân vẫn luôn khẳng định dấu ấn của mình trong lòng dân tộc, là một vùng quê cần cù hiếu học, lễ nghĩa nhân văn, thủy chung, yêu ghét rõ ràng, không khuất phục trước ngoại xâm. Lịch sử 550 năm lâu dài với bao thăng trầm của quá trình xây dựng và phát triển luôn gắn với những dấu ấn đậm đặc về văn hóa làng, với những làng nghề nổi tiếng. Cũng chính những ngôi làng ấy đã giữ gìn cho quê hương những tinh hoa, những di sản văn hóa ngàn năm nay, như ca trù Cổ Đàm, trò kiều tiên điển Xuân Liên, sắc bùa Xuân Lam, chầu văn Xuân Hồng, lễ hội sĩ nông công thương Xuân Thành, lễ hội cầu khoa tiên điển, lễ hội cầu ngư Xuân Hội và các làn điệu dân ca nghệ tĩnh. Là miền quê chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nho học và tư tưởng Phật giáo, dấu xưa để lại hàng trăm đền chùa miếu mào di tích danh thắng dày đặc và nổi tiếng như đình Hội Thống, đền Cùi, Tư Gia họ Nguyễn tiên điển, di tích uy viện tướng công Nguyễn Công Trứ, chùa Phong Phàn, chùa Thanh Lương, chùa Đa Liều, núi Hồng sông Lam. Người nơi đây rất coi trọng sự học, học nhân nghĩa, học hiếu trung, học cho đến mực anh hùng mới thôi. Người Nghi Xuân luôn lấy sự học làm đầu, học để biết lễ nghi, phép tắc mà đối đại với nhau, học để thành người, học để thành danh, học để dựng xây một miền quê văn hóa anh hùng. Từ khi hình thành chế độ khoa cử cho đến khoa thi chữ Hán cuối cùng của nhà Nguyễn, Nghi Xuân có 21 người đỗ đại khoa, 111 người đỗ hương khoa. Đặc biệt, từ giữa thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, danh tài Nghi Xuân phát tiết rực rỡ, rạng danh nước Việt với những dòng họ khoa bảng nổi tiếng như họ Nguyễn Tiên Điển, họ Ngụy Xuân Viên, họ Hà, họ Đặng, họ Trần, họ Phan, họ Uông, họ Đậu, v.v. Có những gia đình, cả cha con, anh em, chú cháu đều là tiến sĩ. Những tên tuổi lưu danh sử sách như đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới, người đã nâng chữ tâm thành đạo trong xã hội Việt đương thời, tác giả truyện Kiều, phó sách chứa đựng tinh hoa của ngôn ngữ Việt, đó là Dinh Điền Sứ, nhà thơ uy viện tướng công Nguyễn Công Trứ. Với sự nghiệp kinh bang thế thế, những dòng thơ hào sảng của ông đã trở thành quan niệm sống của nhiều thế hệ. Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Đó là thánh sư địa lý Tà Ao, một thời nổi tiếng nước Nam. Bước vào thế kỷ 20, kế tiếp truyền thống cha anh là những tên tuổi lớn, những giáo sư khảo cổ học Hà Văn Tấn, nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long, v.v. Ngày nay, biết bao con người Nghi Xuân tiếp tục ghi danh tên tuổi, những nhà khoa học, chính khách, doanh nhân thành đạt. Về Nghi Xuân, mỗi di tích danh thắng đều gắn với một truyền thiếp đẹp đẽ về tình đất, tình người. Mỗi dòng họ đều sản sinh cho quê hương những tên tuổi rạng danh đất học. Trước cách mạng tháng 8, người Nghi Xuân phần lớn là nông nghiệp, nông thôn, cần cù một nắng hai sương, bám ruộng đồng để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, dưới ách đô hộ bóc lột của thực dân, đế quốc, cùng như đồng bào cả nước, người dân Nghi Xuân sống trong kham khổ, bần cùng. Tháng 4 năm 1930, với sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên tại đình Hoa Vân Hải thuộc Tổng Cổ Đạm, phong trào cách mạng ngày càng phát triển để hòa với phong trào cách mạng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, làm nên tiếng trống Xô Viết năm 1930-1931. Nhân dân Nghi Xuân đã đổ biết bao xương máu để đi qua hai cuộc kháng chiến thần kỳ với những địa danh nổi tiếng ác liệt như cầu Bến Thủy, Gia Lách, núi Cơm, với hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đang ngã xuống, hàng ngàn thương binh bình binh đã để lại một phần xương máu ở chiến trường. Sau hòa bình, bước vào công cuộc tái thiết và đổi mới, quê hương Nghi Xuân không ngừng thay đổi, đặc biệt từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới, Nghi Xuân mới thực sự vươn lên mạnh mẽ để trở thành một điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới trên nền các giá trị văn hóa truyền thống, với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đảng bộ, nhân dân Nghi Xuân với quyết tâm cao nhất, sự vào cuộc mạnh mẽ và toàn diện nhất, sau 10 năm thực hiện đã thực sự chạm tới khát vọng của mình. Những thành tựu mà huyện nhà đạt được thể hiện trên tất cả các mặt đời sống, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, hệ thống kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa, trụ sở làm việc được nâng cấp và xây dựng theo hướng khang trang hiện đại. Các mô hình kinh tế ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng người năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 5,02%, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm lại nay đạt từ 14 đến 16%.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Công tác cải cách hành chính từng bước được quan tâm hiện đại hóa. Hệ thống phòng họp trực tuyến về đến từng xã thị trấn. Hệ thống máy tính kết nối internet, thư viện về đến tận thôn xóm, giúp người dân cập nhật thông tin, nâng cao trình độ, xây dựng xã hội học tập. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sự nghiệp giáo dục đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, với 75% trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục luôn thuộc top đầu của tỉnh. Môi trường được đảm bảo theo hướng bền vững, an ninh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng. An ninh quốc phòng được đảm bảo. Cuối năm 2018, Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn 2 năm, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Đây cũng là cơ sở, là tiền đề để Nghi Xuân tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch và phát triển đô thị. 550 năm qua, tiếp nối truyền thống cha anh, những người con Nghi Xuân vẫn đang từng ngày nỗ lực, học tập, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong niềm tự hào, trong giờ phút trang trọng này, vẫn không quên ngoái nhìn về quá khứ để bái vọng, tôn thờ và trân trọng giá trị tiền nhân để lại, như là di huấn thiêng liêng, là động lực để vượt khó vươn lên, làm giàu thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, xứng đáng với mong ước các bậc tiền nhân. Những thành tựu đạt được là món quà quý giá nhất mà người Nghi Xuân hôm nay tự hào dâng lên các bậc tiền nhân, là lời khẳng định của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Nghi Xuân chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới, để Nghi Xuân thực sự trở thành miền quê của khát vọng khởi nghiệp làm giàu, là trung tâm kinh tế văn hóa phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, là thành phố di sản trong tương lai. Xin kính chúc quý vị khách quý, quý vị đại biểu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Bùi Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lên công bố quyết định khen thưởng và điều hành nội dung trao thưởng. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính mời đội nghi lễ lên vị trí lễ đài. Trân trọng kính mời đồng chí Phan Tấn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện cho Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân lên lễ đài đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Chủ tịch nước số 782 QĐ-CTN Hà Nội ngày 16 tháng 5 năm 2019. Quyết định về việc tặng huân chương lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 465 ngày 23 tháng 4 năm 2019, quyết định điều 1, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và nhân dân, cán bộ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch đã ký Đặng Thị Ngọc Thịnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Nghi Xuân. Xin trân trọng kính mời.
trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lên tặng hoa chúc mừng cho nhân dân và cán bộ huyện Nghi Xuân. Kính thưa quý vị đại biểu, kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ kính yêu. Nhân dịp này, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, một người con của quê hương, tặng huyện Nghi Xuân bức chân dung Bác Hồ với mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trân trọng cảm ơn đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Kính thưa đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân huyện nhà. Trong những ngày mùa thu lịch sử, hòa chung với khí thế của cả nước đang ra sức thi đua thiết thực kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 5 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay, huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Đây là sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn, là dịp để chúng ta nhớ về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân, ôn lại truyền thống yêu nước, nhân văn và cách mạng, để tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị to lớn cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, nhân dân huyện nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân huyện nhà, Nghi Xuân là vùng đất địa linh nhân kiệt, danh thắng, có bề dày lịch sử, văn hóa. Trong suốt chiều dài lịch sử 500 năm qua, thời kỳ nào, Nghi Xuân cũng có những đóng góp to lớn cho quê hương đất nước. Nghi Xuân được biết đến là vùng đất tam hợp, châu tuần của núi Hồng, sông Lam, bên bờ biển cả, tạo nên một miền quê non nước hữu tình, thấm đượm các giá trị nhân văn sâu sắc, là quê hương của danh nhân văn hóa thế giới Đại Thi Hào Nguyễn Du, của Ủy viên Tướng Công Nguyễn Công Trứ, nhà văn hóa, quân sự, kinh tế tài ba,
của Thánh sư địa lý Tà Ao và rất nhiều danh nhân hào kiệt khác đã góp phần làm rạng danh quê hương đất nước. Trong thời kỳ chiến tranh thực dân, chống thực dân đế quốc, Nghi Xuân là một trong địa phương đi đầu và là điểm sáng trong phong trào. Chính tại nơi đây, nhiều chi bộ đảng đã sớm ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng, góp phần tạo nên nhiều chiến công vang dội, được ghi vào lịch sử đảng bộ tỉnh như Núi Cơm, Đình Hoa Vân Hải, Mố Cầu Phao Bến Thủy, Cây Đa Gia Lách, đã ghi dấu huấn một thời oanh liệt, là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Qua hai cuộc chiến tranh, hàng ngàn người con Nghi Xuân đã ngã xuống trên các chiến trường, đóng góp to lớn cho độc lập, hòa bình của chúng ta hôm nay. Trong thời kỳ đổi mới, Nghi Xuân đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực vươn lên trở thành điểm sáng về huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao của toàn đảng bộ và nhân dân, Nghi Xuân đã có nhiều cách làm hay, đột phá, sáng tạo, đã trở thành huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch. Có một Nghi Xuân giàu truyền thống, đổi mới và phát triển như ngày hôm nay là công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ cha anh đi trước, cũng là khát vọng, ước nguyện của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. Thật đúng như câu Kiều của Nguyễn Du, đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày 1-2. Kỷ niệm 550 năm huyện nhà hình thành, xây dựng và phát triển, chúng ta bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân, các thế hệ cán bộ và nhân dân. Chúng ta có quyền tự hào về bề dày truyền thống và những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân Nghi Xuân. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Xuân đã đạt được trong suốt quá trình vừa qua. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và toàn thể bà con nhân dân, đất nước ta, tỉnh nhà chúng ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh tình hình vừa có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, đòi hỏi phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa. Với tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng, những thành tựu và giá trị to lớn mà bao thế hệ người Nghi Xuân đã tạo dựng, cùng với con người Nghi Xuân giàu trí tuệ, nghị lực và bản lĩnh, tôi tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy truyền thống và các giá trị mà tiền nhân để lại, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo những động lực mới, những bứt phá mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Nghi Xuân phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển đô thị, phát triển du lịch và phấn đấu trở thành đô thị Bắc Hà Tĩnh. Trong tương lai gần, xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa lớn phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và toàn thể bà con nhân dân huyện nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn đồng chí Trần Tiến Hưng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, qua 550 năm hình thành và phát triển, các thế hệ người dân Nghi Xuân đã xây dựng nên một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng đang bừng lên sức sống mới. Nghi Xuân tự hào là quê hương của đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân Nguyễn Công Trứ, là vùng đất của nhiều nhà khoa bảng, nhiều nhà văn hóa, trí thức tiêu biểu trên các lĩnh vực, có nhiều công lao đóng góp cho quê hương đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới hôm nay, Nghi Xuân cũng tự hào là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Bây giờ xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân huyện nhà và quý khán giả, chúng ta cùng theo dõi chương trình sử thi nghệ thuật Nghi Xuân từ di chỉ đến thăng hoa để chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Chỉ đạo nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân, kịch bản văn học Đoàn Xuân Bá, kịch bản sân khấu và tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn An Ninh, biên đạo múa nghệ sĩ Thu Hương Hải Trường, trợ lý biên đạo Ngọc Thúy Khánh Ly. Hòa âm phối khí nhạc sĩ Mai Kiên, Xuân Hùng, Anh Tuấn, Vũ Quốc Nam, Nguyên Huân.
biên tập âm nhạc, nhạc sĩ Đình Đắc, Thanh Hải, Hoàng Anh, đơn vị tổ chức sự kiện, công ty nghệ thuật quảng cáo H2O. Đọc lời bình, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, nghệ sĩ ưu tú Lê Chức. Chương trình sử dụng tác phẩm của các tác giả, nhạc sĩ Mạnh Chiến, Ngọc Thịnh, nghệ sĩ ưu tú Quốc Nam, Vũ Quốc Nam, Nguyễn Ban và các nhạc sĩ Việt Nam. Biểu diễn Trung tâm Bảo tồn Di sản Dân ca Nghệ Tĩnh cùng các nghệ sĩ, ca sĩ là Con Em Nghi Xuân và nhóm múa Sen Việt thực hiện. Chương trình sử thi nghệ thuật xin phép được bắt đầu. Xuân, miền quê nằm dưới chân núi Hồng huyền thoại, bên dòng Lam Giang chảy mãi dọc đỏ đường. Núi đó sông đây có từ bao giờ mà đầm thắm hiên ngang và ẩn chứa bao vỉa tầng trầm tích. Bao huyền thoại giấu mình trong lòng đất, từ câu chuyện ông Đùng khai sơn phá thạch, bỏ quên nắm cơm bên bờ nam đỏ lách để mãi mãi trở thành huyền thoại rú cơm. Chuyện ông Đùng và tộc người Bồ Lô chẳng quản nắng mưa, vác đá xây nên 99 đỉnh non hồng, gian dạy muôn dân biết trồng khoai cấy lúa, biết đùm bọc chở che, biết mong nhớ yêu thương. Câu chuyện Kinh Dương Vương vào đất Việt Thường, vi hành về phương Nam tìm đất đặt đế đô, gặp tên nữ thần Long Linh ứng duyên trời, trai dòng dõi rồng tiên, gái thần Long Tiên Nữ. Nghi Xuân, một trong những chiếc nôi của con lạc cháu Hồng, bởi ngàn hống xanh cao, bao huyền thoại cứ trồng lên huyền thoại. Dẫu năm tháng đi qua, thời gian còn đọng lại, thiên tình ca, Kinh Dương Vương và nữ thần Long sống mãi ngàn năm. Như mối tình của Hồng Lĩnh, Lam Giang, núi tạo thế quê hương, sông đầm sâu nghĩa nước, vua Kinh Dương Vương hạ chiếu chỉ, truyền thần dân trăm họ xây dựng hoàng thành nước Nam tại ngàn hống, chính là đây. Dòng Lam của Hồng Hoang, gió đưa mây ngàn, vua gặp nữ thần Long. Chuyện trăm năm mới hay trời định, duyên trời định, để ngàn năm đắp lũy xây thành. Từ khi còn
xanh liệp trùng. Một thuở hồng hoang khói mây hội tụ hồn thiêng sông đôi năm tháng. Nước nước non non có hay chuyện tình giang sơn dòng dài như trong huyền thoại nên duyên tình đời làm số tình người nghi số. Trên dòng lam thuở hồng hoang gió đưa mây ngàn vua gặp nữ thần long. Chuyện trăm năm mới hay trời định duyên trời định để ngàn năm đắp lũy xây thành. Một thuở hồng hoang khói mây hội tụ hồn thiêng sông đôi năm tháng. Nước nước non non có hay chuyện tình giang sơn dặm dài như trong huyền thoại đến duyên tình đời lắng số tình người nghi xuân. Kính đô ngàn hồng ngày ấy Việt thương xưa ghi còn đây quê hương thân thương là đây thông gieo non xanh liệp trùng. Hồng hoang khói mây hội tụ hồn thiêng sông đôi năm tháng. Nước nước non non có hay chuyện tình giang sơn dặm dài như trong huyền thoại nên duyên tình đời làm sổ tình người nghi xuân. Làm sổ tình sau 42 năm chiến thắng giặc Minh, dân thịnh nước cường, xã tắc gian sơn độc lập, vua Lê Thánh Tông công bố cho triều thần cả nước định lại bản đồ toàn quốc, trong đó có vùng đất Nghi Trần. Miễn lễ bình thân đội ơn đức vua. Hỡi thần dân trăm họ, hỡi văn võ bá quan, ta thấy vùng đất Nghi Trần thiên địa giao hòa, nhân kiệt địa linh, văn ràng rỡ sơn hà, võ lưu truyền quốc sử. Nay ta ban chiếu chỉ đổi vùng đất Nghi Trần thành huyện Nghi Xuân thuộc phủ Đức Quang, thiên tử nhất ngôn, thế thiên hành đạo. Cả non sông lời vua Lê Thánh Tông định lại giữa đồ đất nước. Một miền đất linh hội sinh, dân trăm họ reo hò, sáng cả bãi ngòi vôi vôi.
gốc ngọn nguồn người Việt thời ông đùng xây non. Nghi sông đã thành tên bên dài Hồng Lĩnh ngàn năm lồng cánh phương bay, sông lấp xanh ngàn đời đất này đến ân tình thủy chung mãi vẹn nguyên. Nghi sông đã thành tên bên dài Hồng Lĩnh ngàn năm lồng cánh phương bay, sông lấp xanh ngàn đời đất này đến ân tình thủy chung mãi vẹn nguyên. Trời đất như ban tặng cho Nghi Xuân một nét riêng, nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi, đất khoa bảng lừng danh, bao đời tiếp nối, 21 vị đại khoa và nhiều dòng họ đăng quang. Đất nhân văn sông núi hóa thành thơ, người nhân kiệt hóa thân vào lịch sử, câu ví dặm nằm nghiêng vầng trăng xẻ nửa, giằng giặc nỗi đau thế thái nhân tình. Người là kết tinh của hai dòng văn hóa lớn ngàn Hống Lam Giang với Kinh Bắc sông Hồng, là mặt trời thi ca chói lọi 200 năm sau được thế giới tôn vinh. Đại thi hào, danh nhân văn hóa Nguyễn Du viết truyện Kiều, đất nước hóa thành văn. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trống thay mà đau đớn lòng. Cùng Nguyễn tiên điền, ai gọi tên ta, phải chăng là nàng kiều thuở trước ta đã đưa nàng vào trong trang sách? Đoạn trường nước mắt hóa thành thơ. Con đây, con là Thúy Kiều đây, con đã bơi trong bể trầm luân để được làm nàng thơ, để thi hào có một Thúy Kiều giữa bến bờ trong đục. Thúy Kiều lưu lạc nổi trôi bán vinh mua nhục, đau đớn đau
phận đàn ba đen bạc báo gian rồi lọc lừa cứ răng mắc bùa vây. Thủy kiều của ta ơi thấu tỏ trái tim này, báo nội tuấn chuyên gọi người khổ lụy. Ta đã viết những vân thơ đầm lệ, những tráng kiêu máu rỉ con tim. Cụ là người con của sông núi Lam Hồng, thấu tỏ ngọn nguồn sông trong sông đục. Hương hết thầy cuộc đời cõi người mảnh bạc, khóc thương thủy kiều người khóc cả nhân gian. Thủy kiều ơi, viết trăm năm trăm cõi người ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chấp nhặt rông dài, mùa vui cùng được một vài trong canh. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Thôi, con lại trở về với trang sách của cụ đây. Thúy Kiều, Thúy Kiều, Thúy Kiều. Nếu ở làng Tiên Điền có Nguyễn Du là bậc đại văn nhân, thì ở làng Uy Viễn có danh nhân Nguyễn Công Trứ, một bậc tài ba văn võ song toàn, ngạo nghễ cười, dẫu là lính hay quan, lai láng hồn thơ quyền quyên ứ hử. Điệu ca trù ngả nghiêng lòng quân tử, mà cuộc đời xoay gió vần mây. Chữ tâm cùng với chữ tài, kinh bang tế thế một đời hào hoa. Ngông nghênh một chút gọi là hồn thơ Công Trứ ngân nga sớm chiều. Quê hương giữ trọn niềm yêu, ca trù cổ đạm tím chiều nghi xuân. Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc nở trong mặt mòi gió biển, đầy bãi phối phối xuân viên kia bến Giang Đình. Một khoảng trời riêng nhân kiệt địa linh, cánh võng quê hương từ đầu nón cuối bể. Non hồng vời vợi tình cha, Lam Giang đóng đầy nghĩa mẹ. Vọng tiếng ru hời thủ thỉ dòng đò đưa, quê hương ơi ta về lại chốn xưa. Nghe nhịp phách điệu ca trù lòng bâng khuâng nhớ về một thuở. Vạt rào cầm gươm sông pha giặc già mờ đất khai hoang rơi non lấp bề một đời dọc ngang cho phì chỉ tang bông.
muốn làm cây thông trên đỉnh non hồng, đón gió biển gió sông hồi hồn vào đất mẹ, để non nước nghi xuân hồn thiêng tù kỳ, tung cảnh phương hoang vượt sóng gió trung khơi. Người đã về đây trong ngày hồi vui này, lắng nghe điều ca trù mà say miền yêu nhớ, chạc chạc tung tung thuyền quyến ư ư, điều ca trù nghiêng ngả một đời đai, một đời sống pha ngang dọc đất trời, một để lại cho đời một lời tâm huyền đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có sánh gì với núi sông. Làm trai đã sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Bao bậc tiền nhân làm rạng rỡ đất nghi xuân. Về
cầm lên dây vỗ dây văn hòa tiếng thơ ai đồng đất trời. Trong năm vẫn còn, ngàn năm vẫn còn, câu ca chủ nghĩa nồng nàn mới hay cuộc đời trong tiếng phát ngân. Người đi mưa gió vũ trụ xoay vần lại về đây. Ra đời như vầng dương tỏa sáng, cờ búa liềm tung bay, cách mạng vùng lên. Đảng đã cho ta sức mạnh niềm tin, biết đi tới và làm nên chiến thắng. Lửa Xô Viết muôn nơi rực sáng, cây xa lách còn đây in cột mốc thời gian. Nhân dân Xuân Hồng, Xuân Mỹ, Xuân Lan, Xuân Hải, Xuân Phổ, Nam Trường của đảng Xuân Liên cùng với Nam đàn Nghi Lộc Hưng Nguyên, Anh Sơn Hà Tĩnh một phen dạy rồi. Sau cuộc diễn tập đầu tiên, người dân huyện Nghi Xuân cùng cả nước làm nên cuộc cách mạng lâm trời lở đất, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng bào cả nước, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Việt Nam độc lập muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm. Lời Bác gọi
âm vang sông núi, đánh đổi giặc thù dẫu đốt cháy cả dãy Trường Sơn. Anh bảo vệ quốc quân, em đi dân công tiếp viện. 9 năm làm một Điện Biên, nên vạch hoa đỏ, nên trang sử vàng. Là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Quân không thiếu một người, thóc không thiếu một cân, tất cả hướng về miền Nam ruột thịt. Leo thang chiến tranh miền Bắc, lạc xã Tiêu Điều chết chóc tan thương, phá bến Thủy thành trào lửa túi bom, người dân huyện Nghi Xuân vẫn bám phà bám đường cho xe ra tiền tuyến. Vẫn còn đây cây da lách là hộp thư sống nối kẻ Bắc người Nam, cây da như tấm lòng của người dân huyện Nghi Xuân, dấu đạn sới bom cày vẫn hiên ngang bám trụ. Những chàng trai cô gái đất Nghi Xuân, trai xông vào chiến trường, gái mở đường ra trận, xếp bút nghiêng lòng không hề vướng bận, quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Con lên đường tòng quân nhập ngũ, nhớ giữ gìn truyền thống của quê hương. Cây da lách ni vẫn đứng đây đợi cả con. Ngay chiến thắng, cả con nhớ về với mẹ. Nhớ chưa? Cả con nhớ chưa? Mẹ ơi, chúng con sẽ mang những lá thư này vào trong tiền tuyến. Hộp thư cây da sẽ là cầu nối tiền tuyến với hậu phương, nối với khắp mọi chiến trường, cho cha nhận thứ con vợ biết tin chồng, nối tình duyên đôi lứa mẹ ạ. Phải, nhất định phải rửa. Phải rửa chứ cả con. Cả con biết không, cây da ni cũng là nhân chứng sống. Có những lá thư không đến được bao giờ. Thời gian bom đạn nắng mưa, dòng nhựa chảy, hóa lệ nhòa đứng đợi. Mẹ. Thôi, cả con đi đi. Cả con đi đi, chiến trường đang vẫy gọi. Người dân huyện Nghi Xuân cùng cây đa ni sẽ đợi cả con về. Sẽ đợi cả con về. Cả con đi đi. Cả con đi chung cùng ta mẹ. Lời đợi cả con. Cả con đi chung cùng ta mẹ.
trải hai cuộc chiến tranh tàn khốc, thắm đỏ tình người và đất Nghi Xuân, đã viết nên trang sử hào hùng bằng máu, nước mắt của biết bao người con đã hy sinh vì non sông xã tắc. Quê hương ơi, hãy cắn chặt môi mình, thắp nén hương lòng trước linh hồn của 2036 liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước kết trái tự do, nở hoa độc lập. Xin được mãi mãi tri ân 50 chiến sĩ cộng sản đã bị bắt giam trong nhà lao đế quốc. 4.562 thương bệnh binh và những người nhiễm chất độc da cam. 163 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xin kính cẩn nghiêng mình trước những linh hồn, trước những người có công vì đất nước. Non hồng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, Nam Giang câu ví, nghẹn lời, tri ân. Tháng sẽ qua đi, thời gian như dòng sông cuộn chảy, quá khứ, hiện tại, tương lai đã và đang làm rạo rực lòng. Vầng nhật nguyệt ánh hào quang lung linh tỏa rạng như những dòng sông chảy về biển lớn. Đất và người Nghi Xuân đã hội tụ những gì đẹp nhất để từ đó thăng hoàng. Đường đổi mới thanh thang rộng mở, những công trường rộn tiếng máy vào ca. Tàu rẽ sóng vươn khơi đêm ngày bám biển, khu du lịch Xuân Thành nhộn nhịp khách vào ra. Biển Xuân Hội, Xuân Đan, Hương Giang, Xuân Yên cất lời du đón bạn. Thank you.
chặng đường mới, tầm mắt sáng ngời dòi bước cha ông, hồng lĩnh Lam Giang trăng kiều vượt biển thành tiếng lòng cả thế giới ngân lên. Ca chu rộn vang trang đời đẹp làng phố mới, chắp cánh tương lai ân tình thắm mãi, về miền đất nghi xuân hồn quê phơi phới trang sách em thơ trí tuệ hồng vươn cao. Hồng lĩnh với Lam Giang muôn đời giang, nghi xuân mình bắt nhịp vào tương lai, kinh đô danh xưng mang tên hình quê, trăm cánh phương rực trời nghi hổ danh là bậc thánh sư địa lý. Cụ Tả Ao xưa đã chọn Nghi Xuân nơi cận thủy cận sơn, nơi cái ngào ngọt của dòng sông Lam hòa với mọi mặt biển Đông, nơi thế núi hình sông hóa dòng trầu hổ phục. 550 năm hành trình người và đất, người hóa bản hùng ca, đất bỗng hóa nhân văn, nhân kiệt địa linh, khí võ hồn văn đang hội tụ kết tinh và lung linh tỏa sáng. Người ơi, Nghi Xuân quê mình đón xuân sang dương ngày hội mới, câu hát sẽ duyên nên nắng tình nồng thắm biển khơi, tươi cả cõi châu câu dặm mùa trăng lên. Đất dày trang thơ nắng đôi cánh truyền kiều, bành vào nhân loại tự tình sinh sôi. Nghi Xuân nay vui từ những trang đời, con đường xưa đã nâng tầm cao mời ta gặp nhau. Trong đêm hội ca chu tươi nụ cười xuân, trên môi trẻ già quê tôi. Còn đó công ơn bao đời đã chặt chiêu màu hồng và hoa, theo dệt quê tôi nên ba cánh lòng cánh trời nao, đất người sáng lên nhân nghĩa thắm lương tri. Thế hệ hôm nay đang bước tiếp chặng đường, xây miền quê mẹ trọn lời ông cha. Nay quê tôi ngát trời những công trình, sang biển khơi tươi cánh đồng lúa mới trang học nay, khơi trí tuệ ươm mầm thơm mại dòng tên bao thế hệ người Nghi Xuân. Vùng đất lịch sử cây Sa Lách ngày xưa đã thành khu công nghiệp lớn, đô thị Xuân An sừng sững những tầng cao, bến Giang Đình phố chợ nối nhau, đôi lứa xe duyên bên cầu cửa hội, văn hóa tâm linh du lịch sinh thái trải nghiệm nông thôn mới đến với những làng quê, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, thương mại dịch vụ, Nghi Xuân đang bay lên bằng đôi cánh phượng hoàng. Người ơi, Nghi Xuân quê mình đón xuân sang dương ngày hội mới, câu hát sẽ duyên nên nắng tình nồng thắm biển khơi, tươi cả cõi châu câu dặm mùa trăng lên. Đất
dậy trang thơ nắng đôi cánh truyền kiều, bay vào nhân loại chữ tình sinh sôi. Nghĩ xuân nay vui từ những trang đời, con đường xưa đã nâng tầm cao mới ta gặp nhau. Trong đêm hội ca chu tươi nụ cười xuân, trên mỗi trẻ già quê tôi nay quê tôi ngát trời những công trình sang biển khơi, tươi cánh đồng lúa mới trang học nay, khơi trí tuệ ươm mầm thơm mại dòng tên. Bao thế hệ người nghĩ xuân thơm mại dòng tên, bao thế hệ người nghĩ xuân. Văn hóa giáo dục đứng top đầu toàn tỉnh, kinh tế xã hội quốc phòng an ninh vững vàng, đảng bộ và nhân dân đồng tâm hướng tới ngày mai, xây dựng Nghi Xuân trở thành trung tâm văn hóa kinh tế phía Bắc Hà Tĩnh. Nghi Xuân là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh mà vẫn giữ nguyên những nét riêng của vùng đất địa linh. Truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa được tôn vinh, một bức tranh Nghi Xuân lung linh sắc màu ngày mới. Nghi Xuân hôm nay lộng lẫy cờ hoa, đất với người đầy tiềm năng hứa hẹn 550 năm hội tụ dựng xây và phát triển. Nghi Xuân sẽ tỏa sáng một vùng trời vùng biển, chắp cánh trang kiều vươn tới những tầm cao. Trăng cửa hồi soi quê hương, đêm ca trù anh nhớ về cô đàm. Ơi Nghi Xuân sáng niềm di sản, câu đó đưa nhắn bạn xa gần. Em đưa anh về với Nghi Xuân, anh đưa em về đất mẹ Nghi Xuân. Mảnh đất anh hùng môn văn khí võ, linh khí đất trời hôn tiếng hồi tù vẫn hào quang đã qua sáng mơ mơ. Nơi sông núi biển tới gặp nhau, đã thấy lung linh sắc màu ngày mới. Đất xuân đi từ trong huyền thoại, phượng hoàng bay cao hướng tới những chân trời. Đất hoa vàng bao đời truyền lưu, đất nhân kiệt sáng niên đi ta. Lấp lánh trăng kiều nắng vai ta ngày mới, hẹn cùng nhau về đây vui ngày hội. Câu hát quê hương vang mãi muôn đời. Quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân, chương trình kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và đón nhận huân chương lao động hạng nhì đến đây xin được kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin nói lời chào tạm biệt.